Lại là Chillas Art à? Mới tháng trước vừa vẫn... bắt đầu rồi yo! Hello anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với Cơ Su Original nhá. Như anh em đã thấy, Chillas Art lại tiếp tục đánh chiếm kênh tôi rồi. Dịch dã mà studio này cũng năng suất ghê. Và tôi cũng chắc chắn một điều rằng anh em đang mong chờ video này lắm. Bởi vì trong group Du Cơ Su, anh em cũng vote game dục tôi kinh ngắc. Tiện thể là nếu anh em nào muốn giới thiệu game để team tôi phân tích thì có thể tham gia ngay vào group để gia tăng cơ hội nhá. Ok, giờ chúng ta cùng xem đường về nhà thì có gì mà khó khăn nhá. Bắt đầu thôi. The Night Way Home là sản phẩm mới nhất của Chillas Art, phát hành vào ngày 6 tháng 8 năm 2021. Sau một tháng mà studio này đã thay đổi nhiều cơ chế khá mới mẻ, The Night Way Home đã được thiết kế theo phong cách Escape the Room, nghĩa là bạn phải hiểu được quy luật của trò chơi, dựa vào những manh mối tìm được, từ đó đưa ra hành động tiếp theo. Chưa chơi kiểu tổ tiên ta bảo thế thì ăn hành similar đấy. Điểm thú vị nhất của game là cho phép chuyển đổi giữa góc nhìn thứ nhất và thứ ba tùy theo từng tình huống. Cuối cùng thì tôi cũng biết được dáng hình của đứa mà tôi đang điều khiển là gì. Và có vẻ như nhà phát triển đã lắng nghe yêu cầu trước đó của tôi rằng game tối vercolor. Vậy nên trong lần trở lại này, chúng ta đã có thể điều chỉnh được độ sáng. Ok, và với điều chỉnh đáng kể này, anh em hãy cùng tôi vào trải nghiệm ngay từ game nhé. Trong game, đây là tôi. Tôi được vào vai một nữ sinh trung học cơ sở có tên là Rina. Vào lúc 7 giờ 40 phút sáng, bản tin thời sự đưa tin một nữ sinh đang mất tích một cách bí ẩn vào 8 giờ ngày hôm qua. Nữ sinh có tên là Funamori Setsuna, cô ấy đã hoàn toàn biến mất trên đường về nhà. Mới xem được đến đây thì Rina giật mình vì cô sắp trễ giờ vào lớp. Trong giờ nghỉ giải lao, Rina cùng bạn mình bàn tán về vụ mất tích. Nhiều tin đồn cho rằng nữ sinh đó bỏ nhà đi vì cô ấy thường xuyên nói không muốn về nhà, mà không ai nghĩ rằng một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Sau khi kết thúc giờ học, Rina về nhà một mình như mọi ngày. Nhưng hôm nay dường như có gì đó rất lạ. Sao không có một bóng người nào thế nhỉ? Thường thường thì tàu điện ngầm rất đông người cơ mà. Thế là tôi cảm tưởng như là mình đang chơi một tựa game của Chillas Art khác vậy. Đấy là The Ghost Train ấy. Trước khi lên tàu, Rina vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn của bản thân thì phải lắng nghe nỗi buồn của người khác. Nú thế nhỉ? Một nữ sinh nào đó đang quay mặt vào tường và khóc nức nở. Rina tiến lại gần để hỏi thăm. Cô bạn này nói rằng bản thân chỉ là không muốn về nhà nữa. Rina đồng cảm vì cô cũng đã có tâm trạng tương tự, nhưng mà cô thì vẫn phải về nhà thôi. Đột nhiên, nữ sinh kia quay người lại. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chắc là khá xinh đấy. Cô ấy nắm lấy tay của Rina rồi vội vã biến mất. Sau hành động bất ngờ, Rina bất tỉnh và dường như cô đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác. Khung cảnh thì vẫn vậy, nhưng tối hơn rất nhiều. Cô cần phải có sự trợ giúp của đèn pin. Nếu tiếp xúc với bóng tối quá lâu, cô sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Điều này khiến cho con ma cảm nhận được vị trí của cô, và rồi nó sẽ tấn công. Nếu như đang ở trong lúc hoảng loạn, thì Rina cũng không thể tương tác được với thứ gì cả. Lần này nhà phát triển chơi khó nhau ghê. Vậy nên, điều kiên quyết là phải giữ cho Rina bình tĩnh. Lý thuyết thì là như thế, chứ con ma nó rượt tôi dai như đỉa. Từ nhà ga cho đến hầm để xe. Mà điều tồi tệ hơn là cái xe đạp tôi để dưới hầm. Sao nó lại hỏng con mẹ luôn rồi. Dù sao thì không thể đi bộ về nhà được. Rina quyết định tìm kiếm trạm xe buýt. Trên đường đi, cô vô tình tìm thấy Ononusa. Cho anh em nào chưa biết thì Ononusa là một cây đũa bằng gỗ truyền thống, thường được sử dụng trong nghi lễ thanh tẩy. Ác ma chúa ghét thứ này. Có lẽ là anh em không biết, chứ còn tôi thì tôi cũng tra wiki thôi. Nhờ vậy mà Rina có thể tạm thoát hiểm được vài tình huống bát nháo của con ma. Nhưng mà dường như cô vẫn không thể thoát khỏi thế giới của nó. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện. Trêu ngươi vào color. Nào tránh ra để bố mày về nhà. Có cái gì con bà mày. Nói chung là sau một hồi chạy và chạy, cuối cùng Rina cũng về được căn chung cư của mình. Nhà của cô ở tầng 4 đối diện tòa số 35. Nhưng mà cũng giống như ngoài đường, trong nhà cũng chẳng có ai chào đón cô. Không một bóng người, Rina vẫn chìm trong sự cô đơn ngay tại chính căn nhà của mình. Cô gọi mẹ cho vô vọng. Cô biết là bà vẫn chưa về, và cũng không biết bao giờ mới về. Và rồi sao mày theo tao đến đây?
game kết thúc. À, vẫn chưa. Thế là mẹ của Rina trở về. Bà rất ngạc nhiên khi cánh tay của cô đầy máu. Có vẻ như Rina đã tự rạch tay. Mẹ của cô đành phải xử lý vết thương trong ngần lệ. Bà tự trách do mình nên con bé mới làm như vậy. Đây là lần đầu tiên Rina thấy mẹ khóc. Một người mạnh mẽ như mẹ của cô mà lại khóc. Lòng của cô bắt đầu quặn thắt. Cuối cùng hai mẹ con ôm lấy nhau và game kết thúc trong một đêm không nhiều sao cho lắm. Và còn mỗi nhà Rina là còn sáng đèn. Ok, và đó là toàn bộ diễn biến trong The Night Way Home. Nhìn chung thì xuyên suốt game, đa phần là trò mèo vần chuột giữa tôi và con ma thôi. Về phần cốt truyện thì cũng hơi mơ hồ. Tưởng thế này nhưng mà thực ra lại thế kia. Vậy nên giờ chính là lúc Su Thám Tử giải lú cho anh em đây. Chuyện gì đã xảy ra với Rina? Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Rina? Để làm rõ điều này, chúng ta hãy thử tìm hiểu về con ma trước nhé. Có thể các bạn đã đoán được, nhiều khả năng con ma chính là nữ sinh mất tích Furamori Setsuna. Nhưng tại sao cô ta lại đuổi theo Rina nhỉ? Rina đã từng tâm sự rằng bản thân cô cảm thấy đồng cảm với Setsuna, cô cũng không muốn về nhà. Hai cô gái ấy đều có chung những vấn đề về gia đình, đều phải chịu những nỗi cô đơn hay thậm chí là bạo hành. Họ cảm nhận được việc mẹ của mình lạnh nhạt và không ưa gì con gái. Bạn bè xung quanh đều biết Setsuna không muốn về nhà, ngay cả những người bạn khác cùng trường họ cũng biết điều đó. Nhưng họ cũng chỉ nghĩ rằng có thể cô chỉ bỏ nhà đi vài hôm thôi. Họ không biết rằng cô ấy đã tự sát ở một nơi mà không ai thấy, cũng chẳng ai hay. Sau khi chết đi, Setsuna đã trở thành một yokai, một từ dùng để chỉ những linh hồn ác quỷ trong văn hóa dân gian. Yokai còn có thể hiểu là quyến rũ nhưng bí ẩn. Nhận thấy những sự tương đồng về hoàn cảnh, vậy nên mà Setsuna đã truy đuổi để bắt Rina theo cô chăng? Không, tôi không nghĩ là như vậy. Chulas Art sẽ không xây dựng một câu chuyện đơn giản như thế đâu. Thường thì họ thích ẩn dụ thâm sâu lắm. Tôi thì lại nghĩ con ma này nó có ý tốt với Rina đấy. Vậy nên hãy cùng làm rõ cảm xúc của Rina nào. Như bạn cũng đã biết, mẹ của Rina thường xuyên làm về trễ. Thế nên Rina hay phải ở nhà một mình. Khác với cậu bé Kevin nhí nhảnh trong phim Home Alone, Rina lại thường xuyên có những cảm xúc rất tiêu cực. Bạn biết đấy, về nhà mà chỉ ngồi một mình với bốn bức tường, nhất là độ tuổi dở ương ương của học sinh trung học, thì bạn sẽ rất dễ rơi vào trầm cảm và không có sự chia sẻ của người thân. Mẹ phải mua ngay một dàn máy tính với cả chip xịn sò để chơi game chứ. Ở nhà bốn bức tường này thì bảo sao không nát. Dần dần những suy nghĩ tiêu cực ấy càng trầm trọng. Hậu quả là nó đã trở thành một bóng ma tâm lý. Có thể hiểu là những suy nghĩ tiêu cực của Rina đã bị hình tượng hóa thành một ma nữ cao kèo, lúc nào cũng dí cô sầm lờ, khiến cô rơi vào tình trạng đấu tranh tư tưởng, sống hoặc chết. Cái tin tức Funamori Setsuna mất tích, nó khiến cho quyết định của Rina càng bị lung lay, kiểu như một hiệu ứng domino ấy. Chỉ cần ai đó đem lại cho bạn một cảm xúc tiêu cực, thì bạn cũng có thể đưa ra những quyết định tương tự với họ. Đó là tự sát. Tất cả những sự kiện trong trò chơi mà chúng ta nhìn thấy, nó là những mảnh vỡ trong tâm trí của Rina, rằng cô muốn ra đi lắm rồi. Và cô đã làm như vậy, bằng cách rạch tay của mình. Sau đó, Rina rơi vào ảo giác do mất máu quá nhiều, khiến cô ngủ đi và gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Cái cách mà cô ấy về nhà trong bất tỉnh, đó là một hành trình đưa linh hồn trở lại cơ thể. Rina đã may mắn hơn Setsuna ở chỗ rằng cô vẫn còn chút lý trí về những ngày tháng tươi đẹp bên mẹ. Những bóng ma nhỏ bé mà cô bắt gặp trên đường chính là những kỷ niệm cũ. Mẹ không hề tệ như cô nghĩ. Cũng có lúc bà rất quan tâm đến cô và cũng rất hiểu cô nữa. Chỉ là đôi lúc bà hơi nóng tính mà thôi. Mẹ của Rina là một người mẹ độc thân. Chắc là vậy vì chúng ta không hề thấy nhắc gì đến người cha cả. Vì phải nuôi con một mình, bà bắt buộc phải mạnh mẽ để có thể chu cấp cho con gái một cuộc sống đầy đủ. Chỉ là cái giá cần phải trả chính là thời gian ở bên con gần như không có. Bản thân Rina cũng hiểu được điều này. Biết mẹ vất vả vì mình nên cô cũng không muốn có những suy nghĩ ích kỷ. Nhưng biết làm sao được, khi những điều tiêu cực khi đạt đỉnh điểm, bạn sẽ rất khó suy nghĩ thông suốt. Chính vì vậy, đây là lúc ma nữ ra tay. Tôi nghĩ rằng mục đích của con ma chính là thúc đẩy Rina trở về để hòa hoãn và làm lành với mẹ. Ma nữ thường đợi Rina đứng dậy và tiếp tục rượt về nhà. Cuối cùng, nó đánh cô một đòn chí mạng để đánh thức cô tỉnh dậy. Và cuối cùng thì bạn cũng biết rồi đấy, mẹ con Rina đã hòa giải và mối quan hệ giữa họ đã bền chặt hơn bao giờ hết.
Cuối game, Rina cũng bày tỏ sự thông cảm với Setsuna. Cô bạn ấy đã phải chịu nhiều thứ còn tồi tệ hơn Rina nhiều. Dù sao, tựa game cũng đã có một kết thúc ngọt ngào dành cho Rina. Khác với những phần chơi trước, khi có rất nhiều cả good và bad ending, thì The Night Way Home chỉ có một cái kết duy nhất là good ending. Tựa game này khá buồn và có ý nghĩa rất lớn về tình mẹ con. Cũng mong rằng trong thời gian giãn cách ở nhà, tình cảm giữa mẹ và bạn có thể gắn kết hơn. Mà cũng có thể là toang lắm, vì suốt ngày tôi cứ phải nhặt rau thế này, toang lắm. Thôi thì chúc các bạn may mắn nha. Và ok, video này sẽ kết thúc tại đây thôi. Cũng xin lưu ý rằng những gì mà tôi nói ở trên chỉ là giả thuyết thôi. Mà đã là giả thuyết thì độ chính xác không thể nào đạt 100% được. Nếu các bạn có giả thuyết nào hợp lý hơn, đừng ngần ngại thể hiện nó ở dưới phần comment nhé. Còn nữa, anh em đừng quên ủng hộ team Cờ Su bằng một nút đăng ký chứ nhở. Cờ Su sắp đạt được 200k sắp tới nơi rồi. Cũng đừng quên tham gia group Du Cờ Su 2 để cùng nhau giao lưu trong sở thú game hay ho nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!